Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Hunter Channel. Và hôm nay mình sẽ làm về cái bé này, một thành viên vô cùng là hổ báo luôn. Bé này có cái tên là Châu Mập. Nó có hai cái sừng chập ba lỡ trên lưng. Và hôm nay mình sẽ biểu diễn cái sức mạnh của chú ấy cho các bạn xem khi đã lên một ngôi sao vàng lấp lánh nha. Đây, mình đi kiếm chú ấy đẳng cấp là Heroic. Nó đâu rồi? Đây các bạn. Mình sẽ cho nó ăn lên nha các bạn. Con này mình sẽ cho nó lên maximum xem. Mình không biết là thức ăn mình chịu được bao nhiêu, nhưng mà nỗ lực hết sức của mình. 31, còn một hit nữa là lên 32. Chúng ta còn thiếu chỉ có 15 mà. Ok, xem sức mạnh khi lên level 31 và một ngôi sao vàng đến từ chú ấy nha. Ulala, hiện tại team mình chỉ có một em. Giờ đã lên được hai em một sao rồi. Đây, giữ gìn bình tĩnh. Thần đèn đang chiến đấu với anh bạn tiến sĩ. Một anh bạn tiến sĩ gọi là chế ra những cái loại thuốc khoa học vô cùng là gắt luôn. Anh ấy chế thuốc thì chỉ có mình anh ấy uống thôi, chả ai dám uống luôn. Ok, Châu Mập đến từ team bạn kia. Hai con giống nhau và team bạn cũng một sao. Ôi trời ơi, gắt gì vậy, sợ team bạn hạ mình trong vòng hai nốt nhạc. Giữ gìn bình tĩnh một chút xíu nào. 46.000 máu vừa ra đi. Bây giờ chúng ta tiếp tục đến với một cái em. Nữ thần Ruby. Wow. Nhắc đến bé này thì y như rằng luôn, mình rất là khoái cái con này. Nó có rất là nhiều viên đá Ruby trên người, nhìn rất là đẹp luôn nha. Đôi cánh to bự và hướng thẳng lên trời. Wow, trận này chúng ta win, nhưng mà đổi ngược lại là gặp một đội hình rất là cứng và chúng ta đã chiến đấu hết mình nhiệt tình để có thể giành được chiến thắng trong khu vực này. Và đây, tiếp tục với một thành viên tiếp theo. Ở đây chúng ta đang có hai thành viên Heroic khá là mạnh. Mình đang được đam các bạn, mình đang được tăng sức mạnh với cái em ông địa bụng bự. 47k, như các bạn đang trông thấy chúng ta, mình được đam với người ta cũng được đam với mình. Nhưng mà nghịch một điều đó là người ta được quánh trước, mình bị lỗ. Ronay, anh bạn này giống như Long Vương vậy. Cơ bắp cuồn cuộn, cái đầu có hai cọng lông, có lông, hai cọng lông rồng. Nó phải rõ ràng. Oh my god, 34 luôn. Tình huống này khá là căng thẳng. Đây, mình sẽ nhờ robot hủy diệt cưa bớt một lượng máu và sau đó mình sẽ cho Trâu Mập lao ra. Xem sức mạnh của bé Trâu nào. Ủi phát em ơi. Rồi, bé Kales mong rằng bé này không đủ 19k máu. Quá tuyệt vời, bé đang chỉ có 17 thôi. Rồi, bây giờ tới giờ phút nhây nè. 23 luôn. Mình quýnh một cái tới 20 mấy ngàn. Nó chết sao? Biết nãy lấy chiêu Manito đánh ha. Chiêu Manito đánh chắc không còn được xíu máu đi cho con trâu nó ăn. Rồi, cùng nhau chào đón một bạn mới. Và hiện tại của đô Heroic các bạn đã đưa tới lớp mấy rồi? Có thể chia sẻ với HNT biết được không? Đây là Super, Super Dragon. Một cú móc vô cùng đẹp đến từ con này siêu nhân. Bé này nó tới 39k luôn các bạn. Chúng ta phải đánh rồi là căng một chút xíu. 14, chắc có lẽ là Châu của chúng ta đủ sức để đánh á. Tiến lên. Và các bạn ơi, ai mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì hãy cho mình một subscribe nha. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà HNT ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui nha. Và đừng quên like ủng hộ HNT nha mọi người. Còn bây giờ, đại chiến nè. Đây bạn chỉ còn có 9.000 hà. Wow, Lightstar, ngôi sao năm cánh tuyệt đẹp luôn. Wow, bây giờ đến bé Banaco hả?
mình đang được đam, nhưng mà mình nghĩ mình không có hạ một hit mà hạ được bạn ấy đâu. Rồi, chúng ta sẽ quánh thường một cái nha. Wow, như vậy thì được rồi đó. Con trâu sẽ được thêm một mạng nữa. Đây, tới luôn bạn gì ơi. 35.000, lượng sẽ thương quá đỉnh các bạn ha. Lụm chen. Wow, và sự kiện của chúng ta ở đây đang bắt mình à. Mình sẽ xài cái bitter ball này cho nó qua cái cửa này một chút xíu. Lên siêu cấp. Trời ơi, nghĩ sao cho có một cái vậy. Sống khó khăn quá mà cho có một cái không vui. Thôi, có rồi không? À, và cuộc đua Heric các bạn. Ủa lòng, cái này là like Heric trên đảo like. Bạn nào chơi hãy bay vào đây bên like nha. Nếu như hên, các bạn sẽ sở được một con Heric rất là mạnh mẽ mà không tốn tiền. Cái quan trọng ở đây là không tốn tiền nha. Rồi, vào cái khu vực quest. Và lần này mình bào luôn. Ở khu vực này thì nó bắt đó là mình phải trên level 31. Còn những thành viên của mình ở đây thì thôi khỏi bàn luôn. Wow, một hit một em. Những em này chỉ là level 17, 18, 19. Rồi, một thành viên của mình đủ sức để cân hết luôn các bạn ạ. Silly chiêu lượng L đến từ bé Silly. Nhanh gọn lẹ tốc độ. Rồi, hôm nay có sự kiện gì mới không ta? À, live the heroic trong vòng 5 ngày. Đây, vô đây lượm tiền cái đã nha. Đó. Và chúng ta sẽ vào cái khu vực arena. Ở đây thì mình sẽ cố gắng chiến đấu một chút xíu nha. Đây mình gặp đội hình cứng quá thì mình chịu không nổi. À đúng rồi, mình sẽ bật cái khiên lên nha các bạn. Cái khiên đâu, đây cái khiên tăng lên đó. Rồi bay vào. Khi mà mình mở cái khiên thì sức mạnh mình sẽ được tăng lên một phút. Wow, và đây là chiến binh mặt trời. Mình mong là nó đủ sức để cưng cả thế giới. Lubo. Wow, mình nghĩ đó là mình cân được ba em này luôn á. 10.000, đây rồi. À, với bé thần lòng hổ đen thì chúng ta sẽ đủ sức để cân cái bé Lubo Lobo. Đọc theo tiếng Việt ra là Lobo nha các bạn. Đọc theo tiếng Anh mình đọc Bobo cho nó sợ cho vui. À, ok, tới luôn. Mình đam lên tới 19k luôn các bạn. Khá là thốn. Wow, xem nào. Ôi, đội hình này cứng quá. Mình đấu với người ta, mình để người ta quýnh sắp mặt luôn á. À, là mình phải biết mình ở đâu, sức mình nằm tầm nào. Đại chiến với mấy con khủng quá là nó quýnh chết. Rồi, chúng ta sẽ khều nhẹ nha. Tiệt chiêu lửa là 9.000. Oh my god. Cho thằng viên này ra đi cho nó hổ báo. Ô chà, sao được có 16 vậy. Con này nó 5 ngôi sao luôn cho nên nó đang được khá là ưu tiên. Quýnh nó không được nhiều máu hết. Em này có sự kiện cực đẹp luôn nè. Wow, em này bình thường thì nhìn cũng được thôi, nhưng mà bây giờ nó có cái sự kiện này nhìn rất là đẹp luôn. Em này thì được 2 ngôi sao luôn các bạn. Tiệt chiêu đam cao nhất của chiến binh mặt trời 18. Và vậy tính ra mình sẽ chịu được một đòn nữa. Đó. Và chắc có lẽ sẽ win thôi mà. Em bên kia chỉ có là VR thôi, cho nên không có gì phải gọi là quá lo lắng. 7 in. Em này nhìn cưng dễ sợ. 35.000 máu luôn cơ. Một cái sự gọi là mạnh mẽ không hề nhẹ. Ok, và các bạn ơi nhớ nha, ai mà chưa subscribe thì hãy đăng ký kênh HNT Channel nha mọi người. Đó. Nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên nha. Ok, và đừng quên like ủng hộ HNT với. Còn bây giờ thì chúng ta Navu.
Victory. Wow. Và video này cũng khá là dài rồi. Mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các bạn đã theo dõi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha.